Chào cô chú anh chị đã trở lại với kênh của Linh nha. Hôm nay Linh sẽ làm mắm chưng ăn cô chú anh chị. Lâu rồi Linh không có làm mắm chưng á. Sẵn em Linh cho mắm một keo mắm bự luôn. Hổm gà Linh toàn là Linh ăn mắm không à. Chưa hổm gà chưa có làm mắm chưng nên bữa nay Linh sẽ làm mắm chưng hột vịt với thịt bằm ăn cô chú anh chị. Thịt thì Linh cũng bằm ra cô chú anh chị. Bây giờ Linh sẽ đi trộn vô mắm. Mắm với hột vịt vô để Linh chưng. Đây Linh mua một ít thịt thịt đùi nè, có mỡ nữa. Rồi Linh bằm ra, Linh thích ăn có thịt có mỡ. Đừng mỡ nhiều quá nên Linh mua thịt đùi. Ở đây mắm Linh cũng bằm ra rồi nè. Đây cái lòng đỏ hột vịt. Linh lấy lòng đỏ để hồi quết Linh mặt cho màu nó đẹp. Hột vịt Linh sử dụng 4 trứng. Ở đây hành tím bỏ vô cho nó thơm. Đây còn gỗ rau. Rau Linh mua cải nè. Lá quế, rau thơm, rau húng lủi Linh cắt ở nhà. Trái dưa leo. Rau đơn giản vậy cô chú anh chị. Bây giờ Linh sẽ ướp cái phần mắm để Linh đi chưng nha. Linh sẽ bỏ mắm vào thịt. Cho cái hành tím vô. Trứng vô. Cho ít hạt nêm. Ít đường. Mắm này nó mặn nên Linh cho hơi 2 muỗng cà phê đường. Cho ít tiêu xay. Mang bao tay luôn chọn đường rồi. Mắm Linh chọn cũng đều rồi nè. Bây giờ Linh sẽ bỏ vô cái nồi lên chưng. Bắt cái nồi nước lên. Bây giờ Linh bỏ cái tô mắm vào lên chưng. Chưng khoảng nửa tiếng. Tô mắm lên chưng nãy giờ nó cũng đã chín rồi cho chú anh chị. Linh sẽ bỏ cái chồng đỏ lên trên mặt. Sẽ cho ít trái ớt lên trên. Linh sẽ chưng 5 phút nữa Linh sẽ tắt lửa. Mắm cũng đã chín rồi nè. Bây giờ Linh sẽ nhắc xuống ăn cơm được. Linh cũng đã làm xong rồi cô chú anh chị. Buổi trưa nay Linh sẽ ăn mắm chưng với cùng với ít rau sống. Nhưng mà cô chú anh chị ăn trưa cùng với Linh nha. Dẻ một miếng mắm. Miếng mắm tiếp. Mắm ngon mà cô chú anh chị. Nó nổi bốc khói luôn. Mắm mẹ nó không có
đậu cua. Món này em Linh làm á, cái mắm mặn á. Do Linh Nam mà kêu ổng gà Linh Nam. Chân tóc mỡ ăn. Chiếc kho mắm rồi nữa. Hôm nay em ra chân mắm ăn. Mắm chân đặc thục vịt. Ổng gà ăn mắm không? Chở lên ngoài chợ đang mua lâm lâm ăn cái ớt cái gà nước mắt luôn. Mắm là Linh mới ngắt xuống. Mắm thổi ăn ngon. Là Linh ai cũng thích ăn cái mắm chân này rồi. Lâu lâu là Linh chân mắm ăn. Thank you.
Cơm mắm chân thì cũng ngon. Tại nay ăn mắm nó hay nhất mình lắm thưa quý vị. Ăn mắm ngủ hàng đêm nó nhất mình lắm. Linh Phà thích ăn mắm mà. Mắm này nãy lên nêm vừa ăn mắm thử mà nó vừa ăn bữa cơm trưa của Linh cũng đã xong mà nó thưa quý vị, ăn cơm với mắm ngon lắm. Linh thích ăn mắm lắm, nhà Linh ai cũng thích ăn mắm á, nên Linh lâu lâu Linh làm mắm chân. Mắm chân thì con Linh ăn chứ mắm kho đồ à, với mắm chân cấp mỡ con Linh đâu ăn đâu, chỉ ăn mắm chân này xong à. Nên Linh bằng mắm làm mắm chân là Linh làm một tô để dành cho con Linh ăn buổi sáng tới chiều vậy đó. Video của Linh chia sẻ bữa cơm trưa đến đây cũng xin khép lại. Mong quý cô chị xem video của Linh đã thấy thích thì ủng hộ cho Linh một like, một chuông và một lượt chia sẻ để động viên khích lệ tinh thần cho Linh nha quý cô chị. Video của Linh đến đây là hết. Xin chào tạm biệt.